Hai nhớt ở hai bánh.vn yên tâm quý vị ơi. Đây hãng lớn mà cho nên á, ở đây á, là cái giá là niêm yết sẵn ở trên website, mình thích lên tìm hiểu trước hay là không sợ nhất giả. Xin chào diễn giả, hôm nay Tiết Cương không phải đi review đâu nha. Hôm nay làm một sứ mệnh cao cả, đó là đi thay nhớ cho nhỏ em. Khổ lắm. Em nó xe chạy á, bị gì bệnh hoạn gì cũng kêu mình tới sửa đó, tới mình giúp nó. Hôm nay á đi thay nhớ. Đi thay nhớ. Biểu anh Cương ơi, xe em hôm nay tới kỳ thay nhớ rồi không biết thay ở đâu hết trơn á. Nhờ tới mình đó, mà ai mà hỏi mình thay nhớ với thay vỏ mình nhớ ngay tới shop là hai bánh.vn. Đó, bởi vậy thôi, mình cứ tới đó làm cho gọn nhẹ chắc ăn quý vị ơi. Thôi giờ Tiết Cương lại đẳng đi thay nhớ nha. Ơi xin chào bạn chào Nhật. Anh đi thay nhớ cho nhỏ em nuôi. Nuôi sao? Em nuôi. Nuôi là lên đỡ đó. Gọi là bây giờ nó hay gọi là anh em nương tựa. Dạ. Nó chơi chứ nhỏ em nó nhờ anh đi thay nhớ, nó biết anh chuyên review xe. Nó nói là lúc trước xe nó là đụng đâu thay đó, nó thay ở cái tiệm mà giống như tới rửa xe thay luôn á. Giờ tiệm nó nghỉ rồi, cho nên nó nhờ anh tới đây thôi. Nó nhờ anh là anh nghỉ ngay tới shop hai bánh.vn là chắc cú luôn. Dạ. Vô thay nhớ tư vấn anh có những nhớt gì được anh thay. Rồi để em dắt vô cho. Rồi nhớt vô mà anh ha. Nhớt xe tay ga. Tay ga. Hôm nay có loại gì mới không? Thì nếu như em biết cái những cái chỗ mà rửa xe thay nhớt thì giá thành nhớt tầm khoảng chừng mấy chục tới 100. Ừ, khoảng 100. Mà chắc có lẽ là đi không ngon. Bây giờ em sẽ tư vấn mình giá tầm đó luôn, nhưng mà có một số dòng cao hơn. Thí dụ như tay ga đó mà nếu mà cái em nuôi á, em nuôi thay những cái loại tầm bình thường thì như dòng này 115.000 của Motul. Nó là bán tổng hợp. Motul hả? Dạ. Cái này mình chạy được bao nhiêu cây số? Cái thằng bán tổng hợp mà tầm khoảng 115.000 đi tầm khoảng 1.000 hơn thôi con. 1.000. Dạ. Thì thí dụ nào đi 2.000 không? Ở trong phần Motul này mà cho tay ga là em có dòng Motul Scooter Power nè. Là tổng hợp 100% luôn. Tổng hợp. Thì anh đi tầm khoảng 2.000 hơn. Trời ơi mà này giá nhiêu? Chỉ có 165.000 mắc hơn kia xịu à. Nếu vậy tiện chứ. Tiện. Tại vì nếu mà mình xài hai lần á, 1.000 cây thì mình xài hai bình kia tới là 230 lần. 230. Mà trong khi cái này mà xài có một lần 2.000 mà có 165 mà rất là tiện, khỏi phải đi hai lần. Dạ đúng rồi. Rồi vậy chắc lấy cho anh loại này quá. Cái thằng này tổng hợp mình đi nó êm mái hơn, đi xa nữa. Còn ví dụ những dòng bán tổng hợp á là anh đi gần thôi, nó không có độ nhờn cao. Thì là quyết định chọn này đúng không? Này đi. Thay nhớt ở hai bánh.vn yên tâm quý vị ơi. Đây hãng lớn mà cho nên á, ở đây á, là cái giá là niêm yết sẵn ở trên website, mình thích lên tìm hiểu trước hay là không sợ nhất giả. Nhớt bây giờ trôi nổi ngoài á, vừa rồi á nghe nói bắt mấy vụ nhớt giả, sản xuất nhớt giả quá trời luôn. Bởi vì nó thị trường ngoài lung toa lung tung á, không có yên tâm. Vô đúng chính hãng mình mua làm khỏi sợ gì hết trơn á. Đúng rồi. Tới đây thay anh khoái nhất gì phải không? Có nhiều dòng để mình lựa chọn. Dạ. Tha hồ lựa chọn nhiều giá cả phải không? Tùy tình hình kinh tế mình lúc nào. Ví dụ đó mình mới lãnh lương, có tiền nhiều mình thay nhất mắc tiền hơn. Còn nếu mà bữa đó mình hơi em hẹp xíu, mình chọn dòng vừa phải thôi. Dạ. Thích nhất là nhất thật á. Sợ nhất là nhất giả, tiền mất tật mang quý vị ơi, khổ lắm. Với đặc biệt đây cái có 11 chi nhánh tha hồ á quý vị khán giả, cứ theo dõi trên website cái địa chỉ nào thấy gần nhà mình nhất chạy tới thay rất là tiện. Rất là tiện lợi, an tâm. Em chuẩn bị mở Bình Dương á. Dạ. Bữa nó có địa chỉ cái em up lên mình website coi luôn. Có gì anh giới thiệu cho mấy nhỏ em Bình Dương qua thay. Ở đường nào? Đại lộ luôn, đại lộ luôn. À đại lộ Bình Dương luôn hả? Quá tiện, mặt tiền quá tiện rồi. Ví dụ như anh Cương đi những dòng tổng hợp nè. Cái xe anh Cương, cái xe của em nuôi nữa. Cái nhớ mà tổng hợp đi đường nhờ nó cao nha, là giảm hao xăng thiệt luôn á. Em cũng thử nhiều rồi. Nó chứ đỡ, đỡ. Thứ nhất là nó đỡ hao xăng chạy giọt, thứ ba hai là nó đỡ hao mòn kêu bằng máy móc. Đúng rồi. Nó bôi trơn. Con nhỏ em chạy ta nói hả? Lúp bê luôn á, Nhật, lúp bê luôn á. Chạy không chịu thay nhớt á. Ta đi kỹ cho anh. Có nghĩa là các bạn nữ thì chỉ biết chạy thôi chứ không có biết mà thăm nhớt đâu. Nhớ để ý km, nhìn cái đồng hồ các bạn nữ ơi, nhìn cái đồng hồ á. Cỡ 1.000 cây là mình phải coi thăm dò nhớt thôi, nó còn cái màu nó chưa có xuống á. Chứ còn mà đen thui á là phải thay nhớt liền nha. Nhớt quan trọng nhất là cái máy xe đang quan trọng nhất, cái động cơ là nó phải bôi trơn nhớt, thay nhớt liên tục. Củ bền tại người. Xong rồi hả em? Trời ơi nhanh gọn lẹ. Để thử để em chống đứng lên nổ máy thử mấy dòng của con bé của em nuôi của anh Cương coi nó im không.
Không biết hồi nãy anh Liên Cương chạy sao chứ giờ chắc có thể là sẽ im hơn nhiều quá. Đến từ cô bé đến từ xứ Dừa Bến Tre. Chà, 63.000. Đi nhiều quá. 63.000 là bữa 60 thai á giờ mấy em gu à. Quá chuẩn. Rồi. Ok, vậy tính tiền là 165.000, còn tiền công thay nhớ có tính không? Công là miễn phí. Công miễn phí ha. Đó, quá thông, mỗi lần mình thay nhớ vậy, thí dụ là xe mình nên kiểm tra lại cái thắng với lại cái bánh xe. Em nhờ mấy bạn thợ kiểm tra lại thử kiểm có nó đủ thắng không? Với bơm bánh xe miễn phí luôn không? Ừ. Này, còn đối với dòng xe số thì sao? Xe số thì có thể là em tăng côn lại, tăng côn, tăng nhông xích. Đó là những cái bước mà mình hỗ trợ cho khách khi mà đến số Hơi Bách. Tất cả các dịch vụ luôn, thay nhớt, thay vỏ, như dĩa hay là các đồ chơi cũng vậy. Rất là tận tình, chu đáo như vậy. Vô haibanh.vn là chăm sóc khách hàng là thượng đế. Thay nhớt là đối xe số là tăng sơn, tăng thắng miễn phí. Đối với dòng tay ga này là coi kiểm tra thắng và bơm hơi đầy đủ. Đó, có cân ký đàng hoàng nha. Giống như anh Cương nói là của bền tại người vậy. Đúng rồi. Nhỏ mà anh bơm đúng ký anh đi rất là bền. Thắng ok, vừa tầm tay với lại. Rồi để em dắt ra cho. Cảm thấy ok đúng không? Rồi, dắt ra giao xe luôn. Tôi vô tính tiền nha. Rồi tính tiền anh Cương. Máy em gu à, mà nói chung ở đây anh rất thích ở đây là được nhân viên tư vấn rất tận tình chăm sóc khách hàng. Có nói y như chăm sóc người yêu vậy đó. Với anh thích cái mà thay nhớt ở đây tuy mắc xíu 165 nhưng mà đi được 2.000. Dạ. Tính già quá non. Đúng rồi. Mà nó bảo dưỡng xe mình tốt nữa. Ừ, tự nhiên mình tốn có 100 mà mình đi có 1.000, con này tốn 165 đi 2.000, tính ra kinh tế vẫn có lợi hơn. Dạ đúng rồi, mà xe bệnh bệt. Ừ. Dạ rồi, cảm ơn anh Cương. Thích mấy cái dịch vụ mà miễn phí, cái gì miễn phí là anh thích nè. Rồi, đây. Cảm ơn anh Cương đã ủng hộ số máy bánh ha. Có gì đâu, khi nào có ai nhờ giúp tôi chạy ở đây nữa nha. Dạ, cảm ơn anh. Về Nhật ơi, cảm ơn em. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop Hai Bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.